thì chắc chắn là trận đấu hôm nay tôi rất nhiều cảm xúc, vì thật sự rằng là rất lâu mà mình có thể về đây gần một năm rồi mà mình lại đứng ở một cái cabin khác, thì nó là một cái rất là cái cảm xúc của mình rất là dâng trào. Cái trận đấu này thì tôi nghĩ rằng là nó cũng rất nhiều cảm xúc. Thứ nhất là trên khán đài Hải Phòng đã không đốt pháo và cổ rất là vô cùng văn minh, và trận đấu ở dưới thì có rất nhiều bàn thắng. Đấy là cái cảm xúc, vì một trận đấu mà có khán giả và không có bàn thắng thì nó cũng sẽ rất buồn, nhưng mà hôm nay thì bàn thắng thì đến rất nhiều và rất nhiều cơ hội, hai đội đều chơi công hiến. Thì đối với tôi thì thứ nhất các bạn biết là đội bóng Hải Phòng thì lực lượng như mỏng, thì mất đi Châu Ngọc Quang hoặc là Triệu Việt Hải Huy thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi, nhưng mà với cái tinh thần hôm nay của đội Hải Phòng thì tôi rất vừa lòng. Thì chắc chắn là với câu lạc bộ Hải Phòng khi mà thiếu vắng những trụ cột thì những bạn trẻ phải cần phải bắt nhịp thật nhanh để vào để khóa lớp lại những cái đấy, mà chắc chắn là tới đây khi mà cái nhịp thi đấu nó liên tục thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều chấn thương và thẻ phạt. Thì cái lực lượng Hải Phòng thì có thể là chỉ là cân bằng ở cái đội hình một, nhưng cái đội hình dự bị thì nó hơi mỏng, thì bạn biết rằng là trong tay thôi thì rất nhiều cầu thủ nhưng mà các bạn ấy ít chơi được V-League, thì bạn lấy cái kinh nghiệm, kể cả như hôm nay cái bàn thua đầu tiên là cái kinh nghiệm, không có một người nào như là có thể giữ được bóng đấy để phải thua và đá nó nhanh. Và có những Hải Huy ở trong sân thì Hải Huy cũng giống như Văn Quyết là người thúc đẩy, thì hôm nay thiếu bóng Hải Huy thì cái sốc và tinh thần cho anh em thì nó thiếu bóng. Thì Hải Phòng thì cũng đang có những cái mục tiêu đấy, nhưng mà chưa có cái gì gọi là rõ ràng, thì nó cũng chưa nào ngủ được bất cứ một vấn đề gì, thì phải chờ tất cả những con người đấy. Và thật sự bây giờ để mà lấy người ở giữa giai đoạn đó là rất khó, nó là rất khó, vì các đội đã gần như là ổn định cả rồi. Bây giờ lấy những người nào người ta hết hợp đồng nhưng thì mình cũng có thể lấy được, chứ để mà lấy từ cầu thủ đó sang cầu thủ kia thì nó rất khó. Thì cái chấn thương của Văn Toàn thì bây giờ cái tay Văn Toàn đang còn sưng, còn chưa hết dịch, thì khi chắc chắn là Văn Toàn phải chờ hết dịch thì Văn Toàn mới quay lại. Bây giờ Văn Toàn chỉ tập duy trì thể lực nhưng chưa tập được sử dụng được tay.